Đấy, chào mọi người, vừa có một con cắt đá này mọi người, tin đẹp lắm. Này là TS510 nha. Còn cái lưỡi này là lưỡi chất sắt mọi người. Còn cái lưỡi, nói chung mấy con đẹp lắm nha. Đó, tìm nổ. Muốn mình thay cái lưỡi chất đá vô nha. Này là chất sắt. À, dây dục này, sáng. Cái hơi nó khủng khiếp lắm nghe nha mọi người. Ôi trời. Cái chụp giật về mình. Đó. Giờ mình ấy lại nha mọi người, giờ vệ sinh cái ổ giật. Về vệ sinh cái ổ giật này. Là xo nha. Thôi nó nhanh lắm. Mấy đủ đồ này. Con này để cho mọi người 1.250.000 nha. 1.250.000 là giá đeo nhà thôi nha mọi người. Con máy đẹp mà nó hơi nặng lắm, cực kỳ nặng. 1.250.000 nha mọi người. Con à nha, duy nhất con thôi. Mua thì chốt chuyển khoản giúp em nha, không có bao ship nha. Máy chưa dọn nha. Hơi rất là nặng.